ta còn để lại gì không? Kìa non đã lở, này sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về, trong ra bến hoặc bờ mê, ngàn thu nửa chất bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, rồi nhớ dù chặt đừng vương gót này, để ta tròn một kích say, cao xanh liều một cánh tay níu trời. Thơ ta chẳng viết cho đời, không vang nhịp rắc dây cười nào đâu. Tâm hương đốt nén linh sầu, nhớ quê dần dập ta cầu đó thôi. Đêm nào ta trở về ngôi, hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian. Một phen đã nín phun đà, nghĩ chi còn mắt hơi tàn tháng năm. Kính thưa quý vị, chúng ta ai cũng hiểu, thời gian rồi sẽ qua đi, tất cả mọi hiện tượng vật chất rồi sẽ tan biến vào cõi vô thường. Nhưng cái còn lại chúng ta mang theo trong tâm thức nơi viễn xứ là nét văn hóa đặc thù của dân tộc. Không có nguồn văn chương lưu vong nào mà không cưu mang tổ quốc. Hiện trạng của chúng ta là những nạn nhân của một chế độ thiếu tự do nhân bản. Cho dù định cư ở nơi nào trên thế giới, chúng ta đều phải kiên trì vượt qua những khó khăn đối diện với đời sống thực tế. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhận thức vai trò và bổn phận cao quý hơn nữa là phải quyết tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cội nguồn của dân tộc, truyền đạt đến các thế hệ mai sau niềm tự hào mình là người Việt Nam. Chúng ta có một nền văn hóa đầy tình tự quê hương, nhân bản và sáng tạo, bằng trái tim tự ái, ưu việt, tôn vinh tình người, thăng hoa hướng tới chân thiện mỹ của nhân loại. Kính chào tất cả quý vị.